Đoạn đường dài chưa đầy 100m trước nhà văn hóa thanh niên đã trở nên náo nhiệt và lộng lẫy sắc xuân với hoa mai được trang trí dọc tuyến đường. Được thiết kế trên một đoạn đường ngắn Phạm Ngọc Thạch và đường Nguyễn Thị Minh Khai với nhiều gian hàng trưng bày các vật dụng trang trí trong ngày Tết, phố Ông Đồ đã trở thành nơi để các bạn trẻ và người dân thành phố đến thưởng ngoạn du xuân và chọn cho mình những câu đối để trưng trong nhà ngày Tết. Với không gian trải rộng cả bên trong và bên ngoài, tạo nên nét chấm phá đầy màu sắc giữa trung tâm thành phố, mang không khí Tết cổ truyền về đô thị. Không những vậy, bên cạnh đường Mai Tết năm nay, các hoạt động như đờn ca tài tử, ca hát cải lương cũng được tổ chức xuyên suốt. Với mục đích giới thiệu được nhiều loại hình nghệ thuật dân gian Việt Nam gần hơn với công chúng, những hình ảnh tà áo dài Việt tạo dáng trong rực rỡ mai vàng và các loại hình nghệ thuật dân gian ngay tại nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã thực sự lan tỏa và gây xúc động mạnh trong lòng người dân và du khách. Lễ hội Tết Việt Tân Sửu 2021 năm nay, nhà văn hóa thanh niên cũng sẽ tổ chức trong suốt 20 ngày, từ 15 tháng Chạp cho đến mùng 5 Tết. Và sự thành công của 15 năm trước, nó đã trở thành một cái động lực rất lớn để anh em nhà văn hóa thanh niên tiếp tục có cái đầu tư để tổ chức lễ hội Tết Việt Tân Sửu 2021 năm nay với nhiều cái điểm mới lạ hơn, và quy mô vẫn giữ được một cái mức rất là hoành tráng để phục vụ cho người dân thành phố và các bạn trẻ. Thiết kế phố vườn mai năm nay đó thì vẫn là một sự đặc sắc của những cây mai rất đẹp của miền Nam, nhưng nó gắn với lại một cái cây mai hạnh phúc để cầu chúc cho tất cả mọi người. Nó gắn với một cái cây mai mà mọi người thiết kế với cái ý tưởng là một cái cây mai đại thụ ngàn năm, để rồi mọi người sẽ cùng bước qua cái cổng mai đại thụ ngàn năm, để rồi tất cả chúng ta sẽ luôn nhớ về cái nguồn cội của mình và chúng ta tiếp tục nối dài cái truyền thống này. Và như thế thì năm nay phố Ông Đồ cũng được đầu tư rất đẹp, các ông đồ trẻ vẫn tiếp tục đồng hành với lễ hội Tết Việt. Và những làng nghề thì năm nay lại chọn những làng nghề mới hơn, đó là làng nón, đó là làng hoa, một cái góc rất nhỏ của làng hoa Sa Đéc cùng với những ụ rơm gắn với lại hình ảnh cái cộ của con trâu của năm Tân Sửu, hay là một góc của làng mây, thì nó cũng đã tạo được một cái điểm nhấn trong lễ hội cùng với các bạn trẻ với nhiều cái workshop về ẩm thực, nhiều cái workshop về làng nghề. Nó đã tạo nên một cái bức tranh chung của lễ hội năm nay một cách rất là đầy đặn, và chúng tôi tin rằng nó đem lại nhiều điều thú vị cho người dân thành phố, đặc biệt là các bạn trẻ. Lễ hội năm 2020 có nhiều thay đổi về không gian thoáng và rộng rãi hơn. Đặc biệt năm nay không chỉ được bày trí để khách tham quan chụp hình, tìm hiểu văn hóa Tết xưa, mà còn có những gian hàng khởi nghiệp của bạn trẻ, qua đó tạo nên một không gian Tết Việt nhiều màu sắc, vừa gần gũi về nét đẹp truyền thống, vừa mang tính hiện đại của một thành phố năng động. Cứ mỗi hàng năm gần tới Tết thì là mình hay đến nhà văn hóa thanh niên cùng với tất cả các anh chị em nghệ sĩ đến đây để chụp hình. Thì mình thấy là ở nhà văn hóa thanh niên mình hàng năm là thường hay trang trí những cái hoa mai nè, những cái khung cảnh Tết á, thì rất là đẹp. Và một điều đặc biệt là cứ mỗi năm là Thiên Phú đều thấy một cái bối cảnh rất là mới. Mỗi năm mỗi khác nhưng mà vẫn rất là đẹp, và mọi người tới đây chụp hình rất là đông. Đó, thì năm nay cũng như mọi năm trước thì các anh chị em nghệ sĩ đều là tranh thủ đến chụp trước, tại vì những ngày sau đó nữa thì mọi người sẽ tới rất rất là đông. Đó, thì Thiên Phú rất là vui là vì năm nào mình cũng được có những cái tấm hình rất là đẹp, và cảm ơn nhà văn hóa thanh niên đã mang đến cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ và tất cả các quý vị ở đây được có những cái nơi để chụp hình xuân rất là đẹp như thế này. Nhà văn hóa thanh niên mỗi năm mình thấy là đều có những cái trang trí rất là khác nhau, như là khi thì là cái Tết rất là theo cái trang trí rất là hiện đại, khi thì rất là dân dã miền quê đó. Lễ hội Tết Việt được nhà văn hóa thanh niên thực hiện với nhiều không gian văn hóa Tết được trang trí đã mang đến không gian Tết trẻ trung, hiện đại, đậm đà bản sắc, góp phần lưu giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc, là nơi để các bạn trẻ và người dân thành phố đến thưởng ngoạn, du xuân, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong những ngày Tết.